Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đừng có đi theo tôi nữa nếu không. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Sekonoda. Chết tiệt, loại người gì vậy chứ? Sekonoda. Sao giờ anh mới đến hả? Tôi cũng không biết đi đến khoa tiếng Pháp của các anh đi kiểu gì. Anh không biết hỏi đường chắc. Thôi vậy, không phí lời với anh nữa. Người thức tỉnh ẩn giấu kia có thể ở trong số bọn họ. Mau hoàn thành thăm dò đi, phía chủ nhân đã không còn nhẫn nại tiếp tục đợi nữa đâu. Ơi, gọi chủ nhân cũng thuận miệng quá nhỉ. Nếu như anh có thể thoát được khỏi ấn ký, tôi mới bội phục khẩu khí anh nói hiện giờ. Đúng rồi, anh nhân tiện đến khoa khoa học kỹ thuật một chuyến đi, đem mọi việc thăm dò rõ ràng rồi báo cáo cho Suzuki. Mình đã tìm được người thức tỉnh ẩn giấu trước. Hiện giờ phải mai phục đợi cá mắc câu. Thân phận dự trữ đến lúc cần dùng đến rồi. Hiroshi Kajiyama, học sinh năm 2 Đại học Quốc sĩ quán, khoa khoa học kỹ thuật. Bạn học xin chào, xin hỏi khoa khoa học kỹ thuật đi thế nào vậy? Sao lại là hắn? Đi thẳng 500m, rẽ trái đi thẳng 300m rồi lại rẽ phải. Cảm ơn. Anh tốt hơn người chỉ đường cho tôi lúc nãy rất nhiều. Đó là khoa văn học. Ấy. Cái đó, tôi hỏi là khoa khoa học kỹ thuật ở đâu? Tôi cũng không biết. Học sinh trường này có phải điên hết rồi không? Có ai chỉ đường như vậy không hả? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Sekonoda. Trung Ngọc Đường, hết. Tôi cần bán đồ của trường Đại học Quốc sĩ quán. Còn có thời khóa biểu của khoa tiếng Pháp. Tôi cần bản đồ. Ê, là nơi này không sai. Mọi người xem, đó chẳng phải là Hiroshi Kajiyama hay sao? Thật không ngờ hắn lại đến khoa. Hắn lại đến nghe tiết khoa khoa tiếng Pháp của chúng ta. Hơi nhỏ tiếng thôi, đừng để bị hắn nghe thấy. Ấy, mọi người đều đang nghị luận về mình. Tên Hiroshi Kajiyama này nổi tiếng trong trường lắm sao? Trừ phi Hiroshi Kajiyama là thần tượng trường học hả? Bạn học Hiroshi Kajiyama, chúng ta không thể nào gắn liền lại được đâu. Cậu cứ bám giết không tha như vậy sẽ chỉ càng khiến tôi khó khăn hơn thôi. Đây là chuyện gì vậy? Có kịch hay để xem rồi. Mau nói với Hiroshi Kajiyama vì sao lại bị đá vậy? Còn chẳng phải vì điều kiện gia đình kém hay sao? Tháng trước là sinh nhật của Mia, Hiroshi Kajiyama đã tặng quà quá rẻ tiền.
khiến Mia mất mặt trước mặt của bạn bè. Loại tình tiết máu chó này vậy mà lại xảy ra trên người của mình. Không thể nào chấp hành, bình thường một lần nhiệm vụ được hay sao? Mời cô về chỗ ngồi của mình, tôi hiện giờ không có muốn nói chuyện với cô. Cậu muốn chúng ta về sau trở thành người xa lạ hay sao? Đây là cô nói nhé, tôi không thể nói. Vì sao cậu không thể nói? Bởi vì lời ước nguyện mà nói ra thì không còn linh nghiệm nữa. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Miyako Okita. Sao Shinoru Chiba cứ nhìn chăm chăm mình vậy? Đọc mấy tên tiếng Nhật đau hết cả mồm. Mau xem, là đội xe của thần tập. Yayoi Sakura, cô ấy đến Đại học Quốc sĩ quán làm gì vậy? Thần tập có hạc mộng gì hợp tác với Đại học Quốc sĩ quán hay sao? Nữ thần, thật nào quá xinh đẹp mà. Ấy, cô ấy đến khoa tiếng Pháp rồi. Là đến tìm cô hay sao? Tôi nhớ quan hệ của hai người rất tốt. Không phải, vậy thì còn có thể tìm ai? Yayoi Sakurai, là đến tìm mình à? Không phải chứ, ngụy trang của mình rõ ràng là không có chút sơ hở. Lâu vậy rồi không gặp, không phải nên ôm một cái hay sao? Gặp lại anh lần nữa, cảm giác thật tốt. Ý, sao lại biết nhỉ? Sao em nhận ra được anh vậy? Được rồi, thì ra em đã chú ý đến dây chuyền. Ít nhất lần này, không phải vì một lời nói mà sụp đổ hình tượng. Đây tuyệt đối là tin chấn động. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng mang tính lịch sử. Ơi, tôi cũng muốn ôm. Yayoi Sakurai, thật không biết là tên Hiroshi Kajiyama này làm sao lại có thể. Nơi này không tiện nói chuyện, rời khỏi nơi này trước đã. Tối qua người nhìn lén em ở trường võ Tây Quán. Ở trường võ quán là anh đúng chứ? Vì sao lại trốn không ra gặp em? Hiện giờ, có lô dịch chủ đến từ nã trụ đang nhắm vào em. Anh không muốn đánh rắn động cỏ. Ơi, em có nghiêm túc nghe anh nói không vậy? Thưa thầy, ngài đã đến rồi. Em còn cần phải sợ nữa sao? Xưng hô này không đúng lắm. Mặc dù mình đúng là từng dạy Yayoi Sakurai kiếm đạo. Tình hình có biến. Yayoi Sakurai đã để lộ điểm yếu của chính mình. Đây chính là học sinh gọi là Hiroshi Kajiyama. Chủ nhân để chúng ta khống chế Hiroshi Kajiyama trước, rồi lấy hắn để uy hiếp Yayoi Sakurai. Vì sao ta cứ cảm thấy mọi việc không hề đơn giản như vậy? Buổi tối lúc nào thì đến đón ngài? Không cần đến đón, các cô cứ đợi ở phụ cận đi.
Vậy buổi tối chẳng phải là... Giá trị cảm xúc tiêu cực. Đến từ Montegi Toshimitsu. Tôi là Thanh Bạch đấy. Ánh mắt tin tưởng đó của cô là chuyện gì vậy hả? Xem, phòng ngủ của anh vẫn giữ nguyên như cũ. Hay là ở lại đi đừng về nữa. Phòng trọ của tài xế Masayi Matsuyama kia chắc chắn là không thoải mái bằng nơi này. Việc này không quan trọng, ở đâu cũng được hết. Vậy thì em coi như là anh đã đồng ý rồi nhé, em đi thay đồ trước, rồi lại đến tiếp đãi anh. Hai người. Vừa hay, tôi định về phòng khách nghỉ ngơi, xin lỗi hai người nói chuyện trước đi. Trước lúc đó, cô ấy chưa từng cho bất kỳ ai tiến vào. Nơi này rất là sạch sẽ, giống như mỗi ngày đều có người dọn dẹp vậy. Người dọn dẹp nơi này chắc chắn không phải là bản thân Yayoi Sakurai đấy chứ. Anh nói xem. Chiều tối. Có đẹp hay không? Ơi, chúng ta nói chuyện chính trước đi. Hiện giờ cô cần phải cẩn thận những nô dịch chủ đến từ Đông Nam Á kia. Bọn họ rất có thể sẽ có rất nhiều cấp A. Nếu như cường hành khắc lên nô dịch ấn ký cho cô rồi trốn đi, vậy thì là một việc hết sức là phiền phức đấy. Nếu như ta bị cường hành khắc ấn ký nô dịch, Lã Thụ Quân liệu có giết ta hay không? Hay là sẽ giúp ta giết chết nô dịch chủ đó? Cô lạc đề rồi đấy. Cần chú ý là an toàn của cô đấy. Việc quan trọng cần nói 3 lần. Cái này đã có cách giải quyết rồi. So với cái này, thầy à, anh có thể. Lại làm thịt sợi xào ngư hương lần nữa được không? Ấy. Thịt sợi xào ngư hương thật sự rất ngon. Tôi vẫn luôn nhớ mùi vị do anh làm. Được, để ta làm lại cho cô ăn nhé. Tiểu thư. Motegi, phiền cô đến đây một chút. Nửa đêm lại gọi mình qua đó, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Võ quán Kirihara. Cái đó, Montegi à. Cô tính tiền cược giúp Lã Thụ một chút đi. Cô bé đáng yêu như vậy ở bên cạnh người, người lại chỉ muốn thắng tiền người ta. Còn nữa, giúp tôi đến Đại học Quốc sĩ quán đăng ký một thủ tục. Tôi phải cùng Lã Thụ đi học. Đi học? Đây là vì sao chứ? Không phải anh nói phải chú ý an toàn đó hay sao? Đi theo anh thì không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa rồi. Thì ra đây chính là cách giải quyết mà cô nói đó hả? Thưa thầy, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Vấn đề gì? Bình thường anh có thích xem phim hay không? Thích chứ, chẳng qua là lúc trước vẫn luôn không có thời gian, mỗi ngày đều bận kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy hay là tôi đi xem phim với anh nhé. Xem anh thích xem nhất là loại nào?
Tóm lại tối qua hai người xem phim gì vậy? Giải cứu của Tiêu XX. Arkham. Arkham không chuyện. Còn có Biến Tinh Kim Cương. Sáng sớm hôm sau, thủ tục đã làm xong từ tối qua rồi. Hôm nay cô có thể đi học được rồi. Làm sao vậy? Cùng nhau đi học nào. Không đi, chúng ta vẫn là tách ra đi thì hơn. Tôi tự mình lái xe. Cùng nhau đến trường, lỡ như bị các bạn học hiểu lầm thì phải làm sao? Ra tay! Các người chặn đường của tôi làm gì? Ấy, lẽ nào là vì việc chỉ đường hay sao? Mày chính là Hiroshi Kajiyama hả? Tiểu tử vì cái ôm của Yayoi Sakurai mà nổi tiếng kia. Đi theo bọn tao một chuyến. Có người muốn gặp. Gặp tao ý hả? Vậy còn đợi cái gì nữa? Chúng ta mau đi thôi. Đúng rồi, cần trói tao lại hay không? Cứ tự nhiên đi. Sao tình hình không giống như là mình nghĩ vậy? Mệt quá, vì sao sớm như vậy đã phải đi học chứ? Mẹ nó, đó chẳng phải là đội xe của thần tập hay sao? Sao bọn họ lại ở đây? Cũng chính là nói Yaiko Sakurai đến đây học hay sao? Lãnh tụ của thần tập vậy mà lại là bạn học của bọn chúng ta. Nghe nói Yaiko Sakurai đã làm xong thủ tục nhập học, còn cùng lớp với Hiroshi Kajiyama. Tên Hiroshi Kajiyama này rốt cuộc có mị lực lớn đến mức nào vậy? Sáng sớm đã có tiết rồi, thì ra đại học cũng không nhẹ nhàng giống như là ở trong tưởng tượng. Cũng không biết là đã thụ đi đến đâu rồi. Không ổn rồi, vị đó khi lái xe đến trường đã bị bắt cóc rồi. Kẻ nào lại vội tìm đến cái chết như vậy chứ? À cái này, thì ra trong lòng của ngài, kẻ dám bắt cóc lã thụ chính là tự tìm cái chết à? Tên Hiroshi Kajiyama này rốt cuộc nào bị sao vậy? Đã bị người ta bắt cóc rồi, vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Thậm chí còn chủ động mở cửa, gọi kẻ bắt cóc lên xe. Thời buổi này, phiếu thịt đều kỳ quái như vậy sao, thật là khó hiểu. Mau lên xe đi, còn ngây ra đó làm gì? Từ khi bắt đầu lên xe đã liên tục đi vòng vòng ở Setagaya, cho đến sau khi Masaharu Nagakawa nhận được tin nhắn mới lái về hướng của Nagakawa. Cũng chính là nói, lô dịch chủ của bọn họ có thể là đang ở Nagakawa. Này, sao tôi cảm thấy cậu có vẻ rất là căng thẳng vậy? Tôi căng thẳng cái gì? Người nên căng thẳng phải là cậu mới đúng. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Không sao đâu. Đúng rồi, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến? Rốt cuộc vì sao hắn lại bình tĩnh nhẹ nhàng như vậy? Thật không thể nào hiểu nổi. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Masaharu Nagakawa. Chúng ta làm như vậy có tính là tự ý làm càn hay không? Tên khốn nạn này cậu làm gì vậy hả? Xem ra lô dịch ấn ký bởi vì Seiko Nora sinh ra tâm lý phản lại lô dịch chủ mà đã bị kích động. Seiko Nora này chưa mất hết lương tâm, không giống như là Masakaru chủ động đầu quân cho người lã trụ.
hắn có lẽ là bị ép thành nô dịch. Đến rồi. Đang dọn dẹp. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ làm cái gì mờ ám. Làm gì có siêu thị nào mới sáng ra đã dọn dẹp, xem ra lô dịch chủ đang trốn ở trong này rồi. Có ngon hay không? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Tuấn Nghị. Mặt chữ điền, mắt tam giác, thực lực cấp 3. Hắn có lẽ là lô dịch chủ đã giao thủ với Sakurai lúc trước. Nhưng mà vì sao hắn lại xuất hiện với hình tượng đại thúc trung niên nén ăn đồ ăn vặt chứ? Hơn nữa vì sao ta cứ cảm thấy hình như hắn có chút quen mắt? Thân là con tin còn chủ động đẩy cửa tiến vào như vậy, là bọn chúng không nói với ngươi đến để làm gì hay sao? Chủ nhân, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta đã nói với hắn chúng ta đang bắt cóc. Hai tên phế vật. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Masahura Nagawa. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Sekonoda. Có phải ta đã từng gặp ngươi ở đâu rồi không? Ngươi từng đến Vương Thành hay là Lam Canh Thành? Một người tổ địa như ngươi sao biết được hai nơi này? Chắc chắn không phải ngươi đã nghe về một số hồ ngôn loạn ngữ liên quan đến chỗ của ta đấy chứ? Đều trách tiểu tử này, nếu không phải là do hắn, lão tử cũng không bị phạt. Ta nhất định là phải cho hắn nếm sự thống khổ giống như ta. Chủ nhân, tiểu tử này quá là ngông cuồng rồi, xin người hãy áp chế hắn đi. Chủ nhân sắp ra tay rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Xin đại vương tha mạng. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Masaharu Nagakawa. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Sekonoda. Xem ra ngươi thật sự biết ta. Đúng đúng, đúng vậy. Mẹ nó, khí chất này của ngài, cả thế giới cũng không tìm được người thứ hai đâu. Mẹ nó, hai tên phế vật này làm sao vậy? Không phải nói là bắt có người bình thường không có nguy hiểm gì sao? Sao lại đem tôn sát thần này mời vào đây cơ chứ? Đây chính là chủ của võ vệ quân, mà cả đoạn mục hoàng khởi niên thủ với hai vị đại tông sư hao phí 20 vạn vũ hắc quân của đại quân cũng không thể nào giết chết hắn được đấy. Nói đi, ngươi từng thấy ta ở đâu? Hồi đại vương, khi ngài lần đầu tiên dẫn võ vệ quân tiến vào Lam Canh Thành, thì ta đã gặp ngài một lần. Khi đó, ta được ra lệnh giả trang thành hành trường trà trộn vào trong Lam Canh Thành, hy vọng có thể nắm bắt được động hướng của ngài. Thì ra từ lúc đó, đã có người nhắm vào ta rồi à? Người nào nghe lệnh của ai? Thực ra chúng ta tự mình cũng không biết nghe lệnh của ai. Chúng ta là tử sĩ, tiếp nhận tư nguyên và công pháp, sau đó đợi điều động chấp hành nhiệm vụ. Vào 2 tháng trước, đột nhiên có người đặc biệt vì chúng ta tìm đến sư phụ để làm quen với việc của tổ địa, chia ra học tập những ngôn ngữ khác nhau, nhẫn nại đợi chờ thi triển kế hoạch. Ây, nếu thật sự là như vậy, vậy bắt nô dịch chủ căn bản là không có chút ý nghĩa. Bởi vì cho dù bắt được bọn họ, cũng không biết là rốt cuộc là ai đang thao túng mọi thứ ở đằng sau. Đúng rồi, lúc trước chúng ta ở Côn Thành cũng đã phát hiện một nô dịch chủ. Nhưng hắn đã bị phát hiện lập tức luốt độc mà chết. Vì sao ngươi hiện giờ vẫn là sống tốt? Tiểu nhân sợ chết. Ngươi cũng thành thật lắm. Nếu là vậy, ta sẽ chơi một trò đoán tiền xu với ngươi vậy. Đoán đúng thì sống,
đoán sai thì chết. Được rồi, chúng ta sẽ đoán. Đồng xu này là Lâm Hào Lào, là Lâm Lào lạ. Đồng xu này là Lâm Lào hả? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Tuấn Nghị. Quả nhiên là không ích gì, người này căn bản không có một sơ hở, một khắc cũng không có. Ý. Vậy mà lại có thể một kích giết chết nhất phẩm cao thủ đến từ văn minh cao cấp, rốt cuộc mày là ai? Văn minh cao cấp hơn Masaharu Nakagawa, chính vì việc này mới đầu quân cho lô dịch chủ của lã trụ nhỉ? Lực cười, tên này cũng quá coi thường địa cầu rồi đấy. Ngươi không sợ hay sao? Sợ thì có ích gì sao? Huynh đệ, anh cũng biết thức thời lắm. Tôi đột nhiên lại thấy tò mò vì sao anh lại tránh được tuyển chọn của thần tập, ẩn náu ở trong trường học bình thường được vậy? Tôi chỉ muốn tự do. Tự do? Lúc đầu mình ẩn giấu thực lực gia nhập vào Thiên Na Địa Võng, từ chối đảm nhận Thiên Na thứ 9, chẳng phải cũng là vì muốn tự do đó hay sao? Đột nhiên có chút hiểu hắn rồi. Cũng thú vị lắm, anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Chẳng qua trước mắt, việc của lô dịch chủ còn chưa giải quyết. Tin tức liên quan không thể nào để lộ, anh nhất thời có lẽ vẫn chưa thể nào tự do được đâu. Sao các anh đến nhanh vậy? Tôi đang định nói với lãnh tụ của các anh. 5 phút trước chúng tôi đã đuổi theo đến đây rồi. Vốn muốn tiến vào cứu ngài, nhưng lãnh tụ nói ngài không cần cứu viện. Để chúng ta đợi sau khi việc kết thúc thì tiến vào làm công tác hậu cần. Ơi, Sakurai cũng hiểu mình lắm. Các anh dọn dẹp hiện trường sạch sẽ trước đi, rồi đem người này đi nhốt lại, đợi sau khi mọi việc kết thúc lại thả hắn rời đi. Hắn không phải là tự nguyện trở thành nô dịch, đừng làm khó hắn. Còn nữa, vì tránh sự tồn tại của ta và tin tức của Lý Tuấn Nghị. Lý Tuấn Nghị đã chết để lộ ra, làm cho kinh động đến giới lô dịch chủ. Các vị sau khi hoàn thành công việc cần tự mình cách ly. Việc này tôi sẽ trực tiếp nói với lãnh tụ của các anh. Dạ. Mời lên xe, chúng tôi sẽ tiễn ngài quay về Đại học Quốc sĩ quán. Được, cảm ơn. Lâm 2 lớp B. Tôi về rồi đây. Hoan nghênh quay về. Không phải đang học đấy, còn có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Mặc dù biết, cho dù không có Hiroshi, Kageyama, ta cũng chắc chắn là không theo đuổi được nữ thần. Nhưng vẫn nhịn không được mà muốn hỏi, nữ thần rốt cuộc là sao cô lại nhìn chúng Hiroshi, Kageyama vậy? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Yoyo Suzuki. Giá trị... Mọi việc giải quyết rồi chứ? Nhưng mà đây chỉ là một trong những quân cờ, tôi còn phải tiếp tục đợi những nô dịch chủ khác đến. Sakurai từ lúc nào lại viết chữ Hán tốt vậy?
vậy tức là nói thầy sẽ níu lại nơi này tiếp tục bảo vệ mình. Vậy thì tốt, thưa thầy, em nghe nói buổi chiều trường học có khách điển học viện, khánh điển học viện. Chúng ta cùng nhau đi tham gia có được hay không? Hiếm khi có cơ hội, em muốn bù đắp lại cuộc sống trường học đã bỏ lỡ. Không phải, cô hiện giờ vẫn đang gặp nguy hiểm đấy, ít nhất cũng phải nghiêm túc một chút với vấn đề an toàn của chính mình chứ. Có thầy đi cùng thì không vấn đề gì đâu. Ông chủ, một phần mì kiều mạch. Đến đây, mì kiều mạch của cậu đây. Có thể mở sạp bán đồ ở học viện Khánh Điển, có lẽ đều là học sinh nhỉ? Ông chú Newman có hơi nhiều rồi đấy. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Kiyotaka, Kuroda, Korayaki này ngon quá đi, gần như là giống y hệt của tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất ở khu Bắc Tokyo. Phần mì kiều mạch này của tôi cũng vậy, ngon quá đi, hơn nữa tôi cứ cảm thấy đầu bếp có chút quen mắt, giống như là đầu bếp chính của Tiên Ba Hồ Điệp Am đã từng nhìn thấy ở trên tạp chí vậy. Buổi khánh điển này là do thần tập bày ra hả? Hiroshi. Để anh phải đợi lâu rồi. Em vừa nhìn thấy sạp bán tiểu long bao Trung Hoa nên đã mua một ít. Anh mau nếm thử đi. Lãnh tụ đối với vị này quả nhiên là chân ái. Vì mời anh ta ăn bánh bao, vậy mà lại dùng đến mười mấy vạn tiền mà cô ấy luôn mang theo bên mình, nhưng không nỡ tiêu. Thế nào hả, có ngon không? So về mùi vị thì không thể nào so sánh với bên chúng tôi. Nếu cô quả thật có cơ hội đến chỗ của chúng tôi có thể dẫn cô đi ăn đồ ngon. Thật sao? Vậy em phải chuẩn bị kỹ mới được. Em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, còn có lẩu, đúng rồi. Em còn muốn ăn rất nhiều dưa hấu, còn có. Sakurai, là coi lời của mình là thật hả? Nhưng mà mặc dù hiện giờ quan hệ giữa thần tập và thiên na địa võng đã hòa hoãn, nhưng cô ấy thân là thần tập lãnh tụ, muốn tự do tiến vào hoa hạ, vẫn là rất khó khăn nhỉ? Biểu diễn ảo thuật sắp bắt đầu rồi, mời các vị mau đến khán đài. Đi, chúng ta đi xem biểu diễn ảo thuật đi. Mật mã chính xác. Đi, chúng ta đi xem biểu diễn ảo thuật đi nào. Được. Lão thù, để thần tập đem cả mỹ thực biểu diễn đẹp nhất đảo quốc tề tụ tập lại đây. Đây chính là việc em có thể làm cho anh, hy vọng là anh sẽ thích. Đây là giấy mà lúc giữa ảo thuật ra dùng để bốc thăm trúng thưởng. Mời cầm lấy. Lâm 2. Hoan nghênh các vị đến xem buổi biểu diễn của tôi. Tiết mục sẽ lập tức bắt đầu. Đừng chớp mắt nhé. Ảo thuật đại biến người sống. Mẹ nó, ảo thuật này thần quá. Cô gái đó là từ trong mũ chui ra hả? Đây chẳng phải là ảo thuật gia nổi tiếng nhất hiện giờ Yasayoshi Matsuko và trợ thủ thố nữ nàng gợi cảm của ông ta đó sao? Sao bọn họ lại đến đây? Còn phải hỏi nữa, chắc chắn là người của thần tập đã mời bọn họ qua đây rồi.
Lã Thụ nhìn nghiêm túc như vậy. Có lẽ là rất vừa ý với sắp xếp biểu diễn này, thật tốt quá. À, thì ra đã đến lượt bốc thăm rồi. Không biết là ai sẽ là khán giả may mắn ngày hôm nay đây. Số 52, 52. Số 52 ở đâu vậy? Ở đây. Số 52. Chào anh, đây chính là phần quà mà tôi chuẩn bị cho anh. Anh có thể đem nó tặng cho bạn nữ đồng hành với anh. Nửa câu sau này còn có thể ám chỉ rõ ràng nữa được hay không? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Nguyện ý cùng tôi xem buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch sẵn này, thỏa mãn chút nguyện vọng riêng tư của tôi. Cũng cảm ơn cô đã chuẩn bị tất cả những việc này. Mặc dù biết buổi học viện Khánh Điển này theo tâm tư thiếu nữ bất kỳ, bất bình thường này là do Yako Sakurai đặc biệt chuẩn bị cho Hiroshi Kageyama, nhưng vì sao trong lòng của chúng ta lại cảm thấy chua như vậy chứ? Năm 2, năm 2, năm 2. Tuổi trẻ thật tốt mà. Động tác của Sakurai cũng nhanh quá rồi đấy. Mới vừa quay về đã đem cắm xong cả bó hoa như vậy rồi. Rõ ràng đến vận chuyển về cũng đã rất khó khăn rồi. Lã Thu, tối nay chúng ta cùng nhau xem phim điện ảnh nhé. Lúc trước chúng ta đều là xem phim nước ngoài, lần này lên đổi khẩu vị một chút rồi nhỉ. Hoa Hạ coi trọng nhập gia tùy tục, giờ chúng ta cũng nên xem phim điện ảnh của đảo quốc rồi nhỉ. Vậy thì hai người lần này lại xem gì vậy? Cá cược ô lục nhiệt x hiệu thiền ô x tầm. Lãnh tụ đã chủ động đến mức này rồi vẫn có thể ngồi yên không loạn, vị đó chắc chắn không phải là không được đấy chứ. Kỳ lạ, sao đột nhiên lại hắt xì vậy chứ? Nhưng mà ai có thể nói với tôi kẻ bắt cóc lần này là bản thân lô dịch chủ, hay là lô dịch chủ lo do, hay là lô dịch chủ do lô dịch chủ tìm đến vậy? Căn phòng này sao lại nhìn giống như là người bản địa vậy? Tiểu tử ngươi chính là người tình của Yayoi Sakurai hả? Mau gọi điện thoại cho cô ta đến cứu ngươi đi. Thôi vậy, thử là biết thôi. Võ vệ chi chủ. Mẹ nó. Lão huynh, người lút thuốc độc cũng quá quyết đoán rồi đấy. Không biết còn tưởng người bị tướng mạo của ta dọa chết nữa chứ. Làm như ta xấu đến không thể nào gặp nổi ngươi vậy. Ơi, kết quả lại là một tên tiểu nâu na của lã trụ phái đến. Người sau lưng của những lô dịch chủ này đang bắt đầu bố trận. Chắc hẳn kế hoạch của hắn nhất định là tương đối bí mật, không chút sơ hở. Mà muốn hoàn thành kế hoạch bí mật thế này, chỉ dựa vào lâu la là tuyệt đối không thể nào.
cho nên nhất định sẽ có người chấp hành theo đám lâu la này đến địa cầu. Chỉ có tìm được hắn mới giải đáp mọi thắc mắc trong lòng của mình. Xem ra vẫn phải làm học sinh rồi, đợi vị khách bí ẩn này tự mình tìm đến cửa thôi. Trên đảo quốc, cuộc sống vườn trường nhìn có vẻ bình thường và vẫn đang tiếp tục. Thưa thầy, cơm hộp hôm nay mùi vị thế nào? Ngon lắm, buổi tối để tôi nấu cơm cho, có đi có lại mà. Một bên khác, các tổ chức La Mã chịu đủ sự quấy rối của lô dịch chủ đã phát hiện. Các lô dịch chủ biến mất rồi. Yahoo, các lô dịch chủ đã rời đi rồi. Thời khắc nguy hiểm được giải trừ rồi. Hách tiên sinh, những lô dịch chủ đó quả nhiên đúng như ngài nói, bị hấp dẫn đến thần tập rồi. Nhưng bọn chúng thật sự sẽ không quay lại nữa chứ? Chúng ta thật sự có thể tạm thời không cần phải lo lắng chứ? Nỡ như thần tập không chống đỡ được, đám nô dịch chủ sẽ lại đến chỗ chúng ta. Ơi, việc này thì mọi người yên tâm đi. Bọn chúng có lẽ sẽ không quay về được nữa đâu. Dù gì cũng có vị đó ở đó. Nã thụ mau đến xem chính là nơi này. Sakurai, cô đột nhiên để người ta mang thứ gì qua đây vậy? Độ lớn này cảm giác rất là không tồi. Vị đó. Nã thụ, anh có thể trực tiếp mở ra xem đó. Thứ gì lại thần bí vậy? Đây, đây nè. Thâm hải bạch sa. Trong cái đống này, nghĩa nào đều là thâm hải bạch sa hay sao? Đây đều là các cô tự mình khai thác ra được sao? Đúng vậy, nhưng mà tất cả thâm hải bạch sa do khe biển đó sản xuất ra đều đã khai thác xong rồi. Thực ra vốn dĩ số lượng còn nhiều hơn, nhưng khoảng thời gian trước, có người đã cướp thuyền tác nghiệp khai thác, chỉ còn lại từng này. Cướp, nghĩa nào? Có ai nhìn thấy dáng vẻ của kẻ cướp hay không? Còn nữa, trên đời này còn có những nơi khác sản xuất ra thâm hải bạch sa hay không? Không có, thâm hải bạch sa chỉ có hải vực phụ cận của thần tập mới tìm được thôi, là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của thần tập. Còn về tên cướp đó, động tác của hắn rất nhanh, người bình thường còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị đánh ngất rồi. Đôi khi tôi đến hắn sớm đã mất tích rồi. Tôi nghi ngờ tên cướp đó là người thức tỉnh thủy hệ. Ơi, người thức tỉnh thủy hệ gì chứ? Còn thắc mắc thạch học tấn lấy đâu ra nhiều thâm hải bạch sa để tặng tiểu ngư như vậy chứ? Thì ra là cướp từ chỗ của thần tập. Không ngờ rằng thạch học tấn lão tử đạo mạo như vậy, vậy mà cũng làm ra loại việc thế này. Việc của người đọc sách sao có thể gọi là cướp? Hơn nữa tôi dù gì cũng là sư huynh của Nhiếp Đình, tặng quà cho tiểu ngư sao có thể kém sư đệ chứ? Ơi, hai người này khi tặng lễ vật sao không nghĩ đến mình một chút nhỉ? Thứ đáng quý như vậy, cô thật sự định đưa tôi như vậy hay sao? Đương nhiên chúng tôi tự mình cũng lưu lại một số để thành viên tổ chức sử dụng, nhưng nã tiểu ngư không phải cũng rất cần nó hay sao? Tôi cảm thấy cô ấy sẽ rất thích. Hoa Hạ nói, thích một người cũng phải lấy lòng người nhà của người đó, đúng chứ? Thâm hải bạch sa, còn có thể công, có thể thủ, còn có thể xây lâu đài cát. Đối với Anthony đã tấn thăng đến đại tông sư mà nói, chính là sự tồn tại giống như là đòn sát thủ. Phần quà này tiểu ngư đúng là sẽ rất thích. Nhưng nếu để nó biết được, đây là do nữ sinh khác tặng cho mình. Cái gì nhỉ?
tôi cũng không khách khí với cô nữa. Thâm Hải Bạch Sa tôi sẽ nhận lại, nhưng tôi sẽ không lấy không. Cô đợi tôi tìm chút đồ để đổi với cô. Trao đổi là được nhỉ? Hỗn độn chắc chắn là không được. Trong cây ngô đồng có phụng hoàng cũng không được. Nhật kính chính là đại sát chiêu. Khí kiếm cảm xúc tiêu cực không được. Hay là đem hồ lô tặng đi nhỉ? Thứ này hiện giờ ngày ngày đều hút tinh thần chi lực của ta để nuôi dưỡng chính mình. Chỉ ăn cơm không làm việc, tiếp tục thế này có được không chứ? Hồ lô này rốt cuộc có la lịch thế nào? Thật đúng là vô cùng quỷ tình. Thôi vậy, vẫn là lấy chút tẩy tủy quả thực ra đổi vậy. Ơi, hai quả thực này cô ăn vào trước đi. Mặc dù không biết có ích gì với cô hay không, nhưng ăn chút thì cũng chẳng phải là việc gì xấu. Đây nè. Cảm ơn anh Nã Thụ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nã Thụ. Hai quả đó em giữ lại làm kỷ niệm, kết quả nửa đêm phát hiện không thấy đâu nữa. Ơi, quả thực tôi đưa cô trừ phi đặt trong dung khí đặc thù để phòng năng lượng thoát ra, nếu không thì chỉ có thể để 6 tiếng mà thôi. Thế này đi, tôi cho cô thêm một quả nữa, cô ăn hai quả, một quả cất đi làm kỷ niệm. Tôi nhìn cô ăn vào rồi mới đi về, mau ăn đi. Đây nè. Sao lại mang theo? Chắc tư chất chứ. Nhưng mà đẹp quá, giống như là cảnh sắc hoa anh đào mùa xuân vậy. Cảm ơn anh Nã Thụ. Không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Cổ áo cũng rộng quá rồi đấy. Mọi việc cuối cùng cũng thành rồi. Tẩy tủy quả thực đối với ta không hề chân quý, nhưng lại mang lại lợi ích cho người khác. Dùng nó làm giao dịch thì không còn gì thích hợp hơn. Lại nói, trên đời này tồn tại người có tư chất tuyệt vời, không cần ăn quả thực hay sao? Báo cáo. Có việc gì vậy? Có người trẻ tuổi tự xưng là Văn Tại Phổ, mặc y phục rất là kỳ quái đột nhiên tìm đến cửa, nói là muốn tìm Nã Thụ, thực lực của hắn rất mạnh. Văn Tại Phổ, sao hắn cũng đến địa cầu vậy? Là không gian thông đạo lại mở ra rồi, hay là nói hắn chính là kẻ chấp hành, đến cùng với nô dịch chủ kia.